Vòng thi quốc gia Colorzoom, cuộc thi tạo màu tóc toàn cầu do Goldwell tổ chức đã khép lại, nhưng những hoạt động bên lề cuộc thi vẫn cực kỳ sôi động. Giải mẫu tóc được yêu thích nhất do người tiêu dùng bình chọn. Colorzoom People's Choice Award lần đầu tiên được tổ chức dành cho các nhà tạo mẫu tóc yêu thích màu nhuộm Goldwell, thể hiện sự sáng tạo của mình, truyền tải xu hướng Colorzoom, chủ đề Remix theo hướng thời trang ứng dụng. Tuần này, đẹp và phong cách sẽ cùng bạn khám phá hai mẫu tóc tham dự giải bình chọn Colorzoom People's Choice Award của nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Hải Hà, Salon Hà Tóc. Tham dự giải Colorzoom ngay từ năm đầu tiên, Goldwell tổ chức cuộc thi này tại Việt Nam và may mắn đạt được giải vàng quốc gia. Đại diện cho Việt Nam tham dự vòng thi chung kết toàn cầu tại Berlin, Đức vào năm 2014, nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Hải Hà luôn cháy bỏng tình yêu với nghệ thuật nhuộm màu. Anh cũng là thành viên đầu tiên của nhóm nghệ sĩ G5 Colorzoom Việt và là người thầy dìu dắt rất nhiều các nhà tạo mẫu trẻ đạt thành tựu cao trong nghề nghiệp và ngay chính tại cuộc thi Colorzoom danh giá. Hai mẫu tóc ứng dụng truyền tải xu hướng Colorzoom 19, chủ đề Remix, tự do phá cách với những gam màu táo bạo đậm chất pop art, pha trộn giữa pop and funk, bụi bặm và cá tính. Bình chọn mẫu tóc được yêu thích nhất Colorzoom People's Choice Award còn kéo dài đến hết tháng 7 năm 2019. Mọi thông tin chi tiết được đăng tải chính thức trên fanpage Goldwell Việt Nam. Hãy theo dõi để bình chọn cho mẫu tóc mình yêu thích nhất nhé!